Vòng 2 kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý các cơ quan đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc đợt 1 năm 2022 vừa được huyện Xuyên Mộc tổ chức. Trước đó 18 thí sinh đã tham gia vòng 1 thi viết, kết quả có 13 thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2. Ở vòng 2 kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý các cơ quan đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc, các thí sinh trình bày đề án với chủ đề đồng chí sẽ làm gì nếu được bổ nhiệm vào chức danh thi tuyển. Nội dung thi gồm 3 phần: xây dựng đề án với nội dung xác thực phù hợp với cơ quan đơn vị mình thi tuyển, trình bày bảo vệ đề án và trả lời các câu hỏi chất vấn của ban giám khảo hội đồng thi tuyển. Đợt 1 năm 2022, huyện Xuyên Mộc thi tuyển 6 chức danh lãnh đạo quản lý gồm Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Phó trưởng phòng Tài chính Kế hoạch, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng phòng Nội vụ, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện.